Hello, chào tất cả mọi người đang có mặt trên kênh của mình. Chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh của mình nha. Thì là mình đây. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay. Ghép ngẫu nhiên không ai mở mic hết các bạn. Không ai mở mic hết. Buồn. Buồn AF. Buồn AF rồi. Ngoài mở mic xuống luôn nè. Không ai mở mic cả. Đậu xanh. Không có ai ở đây cả. Nếu như mà tem đi theo mình thì có thể mình rất là ít khi chơi ghép ngẫu nhiên nha các bạn, ít ít khi chơi nữa. Cho em vào nha. 12 trên 13 hả? How to 12 trên 13. Để xem trận này sẽ là gì đây. AS ơi, bộ Noel có 60 kẹo. Full bộ Noel có 60 kẹo hả? Ra rồi hả các bạn? Ra rồi hả? Ra rồi hay sao ạ? Ra rồi hả? Ok, tí nữa mình sẽ vào mình đổi luôn. Đổi ngay lập tức liền. Để mà làm review cho tất cả mọi người xem nhé. À, sướng nhỉ. Sướng thế. Vào shop quy đổi kẹo. Bây giờ có 60 thôi. Ok, thì tí nữa mình sẽ vào luôn. Xong trận này mình sẽ vào nha mọi người. Chứ không thôi lỡ khi mà nó không có nữa. Lỡ khi mà nó đổi chính sách hay là đổi cái gì đó nữa, mệt nữa. Mình đã có cái clip chuẩn bị, ngày mai mình sẽ đăng cái clip làm cái bộ review này nha mọi người. Bộ review của cái thằng xanh xanh lè lè này nè. Thằng giống như là thằng bệnh vậy, giống là thằng ăn cướp vậy, y chang vậy. Có ai lút làm thông chưa ta? Thấy không có đồ gì hết trơn nè. Chắc lút rồi à. Thôi để xuống lút kỹ hơn nè. Thôi có gì không? Nạp hai kim cương được mũ và cái gì đó. À, ok, tí nữa mình sẽ nạp luôn. Tối nay sẽ làm láng hết luôn. Rồi ngày mai các bạn hóng clip giúp mình nha. Mai không clip nha, không clip chia sẻ nha mọi người. Mà loot hết ở đây rồi, không còn gì để loot cả. Hay, không có gì để loot cả. Hay. Còn 36 thằng.
X4. Tem đi tùm lum vậy mà chưa gãy ai hết kìa. Vậy là mình sẽ là người gãy trước rồi. Có thể. Không còn cái gì luôn. Chạy nhông nhông mà không có bom keo là dễ xác định lắm các bạn. Xác định là sẽ chết. Nói chung là phải có bom keo đủ các kiểu. Rồi chạy nhông nhông lúc nào cũng được hết. Ý tay cầm nè. Lắp vào thôi. Ôi. Có thằng sau lưng. Hết hồn. Thằng bồ mà cứ tưởng là tiếng chân của kẻ địch không à. Ở đây cũng lút đồ rồi này. Có người lút sạch ở khu vực này rồi. Tăng giáp cũng lấy luôn. Rồi xong. How to? Vâng, tem mình đang quay lại. Tem mình đang quay lại. Rồi xong. Xa quá. Rồi đồng đội thấy chết không cứu rồi. Rồi chết luôn. How to? Đạn mới đâu chứ. Có thằng trên trời kìa. À bắn đầu quá. Bắn đầu quá. Đậu xanh ban đầu. Bồ mình chẳng làm ăn được gì hết đó. Chạy xe vòng vòng hết đạn rồi. Bồ như cái quần que. Bồ cái chạy xe vòng vòng là sao? Đậu xanh. Còn thằng nữa đâu? Đâu rồi? Nó bắn đâu vậy?
có bơm keo nữa chắc. Tem như vậy là chết rồi, đậu phộng. Không ổn rồi đại vương ơi. Còn thằng nữa đâu rồi, nó chạy đâu rồi? Bồ không thông báo gì hết trơn hết trời, đậu phộng. Cây. Bồ ơi là bồ ơi, tôi sợ bồ tôi rồi. Tròn tem rồi. Ơi trên có gọi thính kìa. Hy vọng là không phải một tem. Mình sẽ chẹt qua cái thính bên này để mà lên trên, để mà có cái đường mà chạy tẩu thoát được. Bây giờ mà mình không có bom keo, mình bắn cũng rất là khó. Rất là khó luôn. Kia nữa. Rồi rồi rồi. Ba thằng rồi. Còn thằng nữa. Còn thằng nữa chạy đâu rồi á? Cay. Còn thằng nữa sẽ vào bo, mình sẽ kê bo nó. Chắc chắn rồi, chắc chắn phải chạy bo thôi. Con. Con này phải chạy chứ. Rồi xong. Bạn tôi ơi. Bạn tôi ơi lên đó làm gì? Chạy nhông nhông lên đó làm gì trời? Ở ngoài đồng thế kia sao cứu? Thôi, mình nghĩ là không cứu được. Cứu là chết cả hai, chắc luôn. Để mình ra đây coi có thằng nào chạy bo không đã. Chắc nó bị trên chòi bắn. Bây giờ mình có con xe xanh nằm ở đây. Nói gì trên chòi hả? Xuống rồi. Thôi, đi xe thôi. Đậu xanh. Gắt như trái tắc vậy ta. Còn 13 thằng nữa. Ừ.
thanh niên kia chết mới mở mic đậu xanh. Tại sao? Lý do? Có con xe ở đây à? Hello, surprise. Vực này chắc chắn là không có ai rồi. Còn cái cục thính đây nè, có thể là sẽ có người ăn thính. Đậu xanh. Mình sẽ tới con xe rồi này, để mà vào bò. Chắc rồi. Điều đó điều đương nhiên. Từ từ thôi. Trên kia cho nó có bắn nhau đã. Ok, đi thôi. Quỷ nhiệt tinh nào. Nếu mà bây giờ mà mình gặp tem 4 thì rất là khó chịu. Chạy. Tem 4 đậu xanh đó. Tem 4 bên đây có tem 4. Không biết mình ở đây đâu, chắc rồi. Nguyên tem luôn á. Hai tem đang bắn nhau. Ok, 1 chơi 1. Chơi chơi, ok ok. Ok, chụp hình. Ok, chụp hình rồi, chụp hình xong chưa? Rồi, ok. Hai thằng cái gì hai thằng? Cái gì hai thằng? Cái gì hai thằng chung một quân đoàn đậu xanh. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của S-Mobile. Một pha gánh tem. Thôi, không kêu cả. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.